Xin chào các bạn, mình đang ở trung tâm của cái phường Tân Phước. Và ngay sau lưng mình ấy, thì có một cái lô đất mà thực sự nó rất là đẹp. Thì danh của nó là từ kia đấy, đến đây. Mặt tiền của nó là 13,8m đấy, và thổ cư của nó ấy, thì là 200m2 đấy, và diện tích thì nó rơi vào tầm cỡ khoảng gần 500m2 các bạn nhé. Đấy, và ở đây ấy, là rất là hiếm khi mà ở Tân Phước ấy, là có một cái lô đất là tuyệt đẹp như này. Đấy, và mình xin chia sẻ đến 9 cái key các bạn nhé. 9 cái key. Đấy, 9 cái key này ấy là có thể thể hiện một điều là đây là một cái lô đất rất rất đẹp trong thời điểm hiện tại. Và có khi rất hiếm khi nào các bạn tìm được một cái lô đất tuyệt vời như thế này. Thì đầu tiên ấy là cái vị trí của lô đất của mình ấy là nó lại nằm ngay ở trung tâm của cái phường Tân Phước. Thì các bạn thấy đây là bốn xung quanh ấy là toàn bộ là nhà dân bốn xung quanh luôn. Mà thậm chí mình đứng đây mình quay phim là xe cộ là đi lại liên tục luôn. Đấy, thì key đầu tiên là đây nó chính là trung tâm của cái phường Tân Phước. Cái thứ hai nữa là ở ngay cái vị trí này, đó là ngay ở phía bên này thôi là cái đường mà đi vào cảng cái Mép Thị Vải. Đấy, và đây nó cũng chính là danh của cái khu công nghiệp mà Phú Mỹ 2, và nó cũng là danh của khu công nghiệp mà Phú Mỹ 3 thì ngay bên này thôi. Đấy, đấy là cái key thứ hai. Cái key thứ ba nữa là ngay ở đây ấy, nó chính là cái đường dẫn cao tốc mà nhánh số 1 cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu nó dẫn xuống đây. Đấy, và cái key thứ tư ấy là các bạn thấy đây là dân cư là kín bốn xung quanh, không thiếu một cái gì cả. Dân cư nói chung mình đứng đây mà người ta còn đi qua đi lại hoài không ạ. Đấy, và tiếp theo nữa cái key thứ năm là ở đây ấy, là trung tâm phường Tân Phước, nên là quanh đây bán kính tầm 2 km ấy, là có đầy đủ các cái diện tích, các cái tiện ích mà của phục vụ cho cái dân ở đây. Đấy, và cái key tiếp theo nữa là ở cái khu vực này này là dân cư rất là đông. Đấy, và cái nhu cầu mà cho thuê nhà trọ đấy, và cho có thể là làm khách sạn rất là lớn. Và ở đây ấy là các bạn biết đây là ngay cửa khu nghiệp đấy, nên là cái việc mà mình xây cái nhà trọ hoặc là xây các cái khách sạn để cho chuyên gia thuê hoặc cho công nhân thuê ấy, thì rất là phù hợp. Và mình đảm bảo một điều ấy là nếu mà xây lên ấy, thì ở đây luôn luôn là không thiếu khách. Key tiếp theo nữa là lô này hiện nay này là thực sự là giá rất rất là rẻ. Đấy, và ngay từ khi mua là các bạn có thể là lời ngay rồi. Đấy, và một cái điều nữa là khi mà mua cái lô đất này ấy, thì chắc chắn một điều ấy là cái lợi nhuận khi mà bạn đầu tư ấy, thì không dưới 3% một năm. Đấy, và để tìm hiểu về thông tin cái lô đất này, đấy, và để tìm hiểu các cái thông tin về để mà đầu tư, các bạn có thể liên hệ với mình theo số là 0855668668. Mình sẽ gửi đầy đủ thông tin cho các bạn. Đấy, và tiếp tục thì mời các bạn xem những cái video flycam mà mình mới quay để các bạn nắm rõ hơn về cái thửa đất này từ trên cao và có cái nhìn nó chính xác hơn. Rồi mình xin cảm ơn và xin chào các bạn.